Xin chào bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ UCC, đến từ hãng UCC mang cái model là P1, UCC P1 27.5, được trang bị full một bộ chuyển động của Shimano DOG và là giảm sóc hơi full chuyển động Shimano DOG, bánh 27.5 khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Vào phần khung của chiếc xe được trang bị phần khung từ nhôm và là nhôm được sử dụng là nhôm 6061. Lớp sơn nguyên bản, sơn xe thì còn rất là đẹp, chỉ do là đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nhưng không thể tránh khỏi được những cái vết xước răm rất nhỏ. Còn là để nhìn tổng thể thì chiếc xe nó còn cái độ mới nó rất là tốt. Trên khung này người ta để luôn cái mức độ sử dụng, mức độ chiều cao sử dụng là từ 1m66 đến 1m76. Chiếc xe là size là xe M trung bình. Em sẽ vào đo size cụ thể hơn để cho các bác xem. Cấu hình của chiếc xe rất là cao, sóc hơi full bộ chuyển động Shimano DOG, phanh dầu của Shimano. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cổ yên 45 cm, từ khóa cổ yên đến tâm cổ phốt 57 cm. Thì đây người ta đề là 1m66 đến 1m76. Mức độ phù hợp như này các bác đi các cơ yên đi thì 1m62, 63 đi cũng được, cũng vừa. Trang bị 4 lít 2 tầng và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe bên em đang bán giá chỉ có là 9 triệu 800, đang bán với giá chỉ là 9 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác để đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.